Kính thưa quý khách, nhân tiện mình làm xong một ổ nguồn nữa, cái này là hai vỉ thôi nha, khách chỉ lấy hai vỉ, thì sẵn mình review cho các bạn xem. Tổng ổ nguồn này là công suất 6.000W, 2.000W cho một vỉ nha. Linh kiện rất là ok, linh kiện Nhật không nha. Nguồn cách ly các bạn, nguồn cách ly, nguồn xung. Ở đây các bạn thấy một cái đường giống như cái đường phân chia lãnh thổ. Bạn thấy nó cách ly nó chia ra không? Nó phân biệt ra ha, hai bên phía nha. Phía bên đây là phía xử lý đầu vào AC nha. Sẽ qua hai con biến áp xung. Đầu phía bên đây là nguồn cách ly nha. DC ra. Sau đó nâng áp lên. Cách ly nha. Mình nhìn thấy linh kiện không? Linh kiện rất là chất lượng không? Của Nichikoi nha. Nguồn này là hãng là Nichikoi. Nichikoi Japan. Hàng này hàng Japan nha. Nichikoi Japan. Công suất đầu ra thì có rất là nhiều cổng, 5V nè, 24V, và cái vỉ này thì là nó có 38 nữa, có 38V nữa. Linh kiện rất là ok, thì hàng này mình bán rất là nhiều, rất là bán cho những khách lên máy á, muốn máy chạy lâu dài ổn định á, thì nên xài những cái nguồn như vậy, đảm bảo là sạch, đủ công suất, xịn, hàng giá cũng phải chăng lắm, còn rất là mới luôn, gần như là hàng lưu kho, chưa xài. Linh kiện thì khỏi phải bàn ha, linh kiện rất ok. Dây thì dây đồng mạ kẽm, không bị oxy hóa. Có hai vế nha, như khi mình nhìn tổng thể có hai vế. Cái vế bên đây nè, đổ về đây nè là 24V. Còn cái vế cái dây màu hồng này thì cái vế bên đây qua cái biến áp xung này là 5V. Biến áp có mã N-T01-591-N. Biến áp này mình tra mã ra. Có hai cái cầu chì. Ok. Rất là nặng. Cái vỉ này là 24V nha, 5V. Vỉ này là 24V, 38V. Thì khi mình bán ra mình đã đấu sẵn hết rồi, ok hết. Về các bạn chỉ việc cấp 220 là xài thôi. Nếu mà lấy luôn trọn ổ á, trọn 3 ổ, 2 ổ á thì sẽ có luôn 3 quạt tản nhiệt. Tải nhiệt giúp cho nguồn xài ổn định hơn. Cấp điện 220 nha. Đó thì mình thấy là quạt quay cấp điện và quạt sẽ quay 24/24 giúp cho cái nguồn nó mát. Và đầu ra mình luôn đánh dấu sẵn hết 38V nè. 37,35. Và này 24V và thêm một cổng 5V nữa. Thì với ba cổng như vậy thì các bạn có thể lên máy được rất là nhiều máy thông dụng. Thông thường là 24V, 5V thôi. Mà thêm 38V nữa rất là đặc biệt. Bạn có thể chạy được cái spindle DC 40V. Công suất ra là 800W bên mình đang bán. Spindle DC 40V. Sắp tới mình sẽ lên hàng đem về.